Xin chào quý vị khách hàng. Chiều nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu đèn mới nhất. Đó là mẫu đèn LED 4-in-1 Magenta. Với cái dòng đèn LED 4-in-1 này thì rất được ưa chuộng sử dụng cho các phòng hát karaoke chuyên nghiệp, phòng trà, phòng hát karaoke gia đình. Đèn LED Magenta này là dòng đèn thông minh tích hợp 4 tính năng vào một sản phẩm quý vị nhé. Tính năng đầu tiên mà Chiến muốn giới thiệu đó là tính năng chớp. Đèn sử dụng đây trên màn hình quý vị là chiếc đèn LED 4-in-1 Magenta. Đèn sử dụng 2 bóng chớp, mỗi bóng 15W. Và đèn có 4 cái gobo chiếu hình. 2 mắt laser xanh đỏ, mỗi mắt xanh là 50mW và mắt đỏ là 100mW. Và có một đèn và đèn thêm một cái tính năng nữa là chiếu luồng beam. Đèn chiếu được 4 luồng beam 6 màu, đó là màu xanh lá cây, xanh dương, trắng, đỏ, da cam và tím quý vị nhé. Dòng đèn LED Magenta 4-in-1 này thì nó có 3 cái chế độ chạy chính là chạy tự động, chạy theo nhạc và chạy qua hệ thống bàn điều khiển DMX. Đây là đằng sau, mặt sau của đèn quý vị nhé. Đấy. Mặt sau của đèn có một cái màn hình LED để chúng ta điều khiển các chế độ. Đấy, gồm có menu up down enter này và hai cổng DMX in, hai cổng DMX out và một cái rắc nguồn. Thì tiếp theo Chiến sẽ test chế độ theo nhạc cho quý vị và các bạn xem. Thực tế cái mẫu đèn LED 4-in-1 Magenta này nó như thế nào.